chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Châu Á Năng Động phát sóng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày hè oi bức như thế này thì một món đồ uống mát lạnh chắc chắn sẽ giúp chúng ta giải nhiệt, cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đây, việc thưởng thức đồ uống đã không còn dừng ở việc nhâm nhi hương vị của nó mà còn bao gồm cả việc trải nghiệm không gian và môi trường tại chính những quán cà phê ấy. Đó cũng chính là lý do vì sao quý vị và các bạn có thể thấy rất nhiều mô hình quán cà phê độc đáo và lạ mắt đã ra đời. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá những quán cà phê đặc biệt này ngay tại Hà Nội cũng như tại một số quốc gia châu Á khác trên thế giới. Quý vị và các bạn, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình ngày hôm nay của chúng ta là một quán cà phê nằm trên phố Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội. Điều đặc biệt của quán cà phê này chính là những anh bạn bốn chân vô cùng dễ thương. Và khi nói tới đây thì chắc hẳn nhiều bạn đã nhận ra đây là quán nào rồi phải không ạ? Còn nếu chưa thì hãy cùng Ngọc Anh khám phá ngay sau đây nhé! Đây là Blair. Đây là Sam. Đây là Momo. Đây là Sapa. Còn đây là Pepsi. Năm bạn nhỏ này cùng 15 chú chó khác đều là thành viên của đại gia đình Case Coffee. Ra đời cách đây 2 năm, từ năm 2016, Case Coffee nổi lên là một thánh địa dành riêng cho những người yêu chó. Dù tới đây một mình hay đi cùng bạn bè, thì đồng hành cùng các bạn luôn là những chú chó vô cùng đáng yêu, thuộc nhiều loại chó khác nhau như Corgi, Pug hay Golden. Case Coffee được thiết kế với một không gian giản dị, ấm cúng và được chia làm các tầng riêng biệt. Các giống chó to như Alaska, Golden, Samoy ở tầng 2, còn tầng 3 là các giống chó nhỏ như Fox Sóc, Poodle, Pug hay Corgi. Nhiều em cũng rất là xinh ạ. Đấy cả đồ uống cũng ngon. Quán khá là sạch sẽ. Trao đổi với chúng tôi về những ngày đầu thành lập quán, bạn Trần Thị Oanh, chủ quán cà phê cho biết, ý tưởng đến với Oanh xuất phát từ niềm đam mê, yêu thích các chú cún. Ngoài ra, Oanh mong muốn có thể tạo ra một không gian cho những ai không có điều kiện nuôi, có thể đến để chơi cùng với những người bạn dễ thương này. Tuy nhiên, ở thời điểm thành lập quán, mô hình cà phê thú cưng vẫn chưa thực sự phổ biến ở Hà Nội. Do vậy, những khó khăn mà Oanh gặp phải là không ít. Khi mà thành lập quán này thì bởi vì nó là cái quán đầu tiên ấy, cho nên là em cũng không thể hỏi được quá nhiều kinh nghiệm từ những quán khác. Ví dụ như là quán mèo thì sẽ có rất nhiều quán, nhưng quán chó thì là đầu tiên. Và thứ hai nữa là cái khâu chuẩn bị cún ấy, thì ban đầu cũng phải đi tập hợp cún từ rất nhiều loại, rất là giống từ các cái trại từ lớn ở Hà Nội về, thì thời gian đầu là cũng phải cho các bạn tập làm quen với nhau, cũng như là cái khâu mà tuyển nhân viên. Và cái thời gian đầu khi mở quán thì bởi vì thu hút rất nhiều cái sự chú ý của các bạn giới trẻ, cho nên là khi mà thời gian đầu mở quán thì rất là đông các bạn đến, cho nên cái phần kiểm soát của bọn em cũng rất là khó. Đấy, kiểm soát cún, và thứ hai đó là cái khâu vệ sinh cũng như là làm sao để đón tiếp khách hàng một cách chu đáo nhất thì cũng là một cái khó khăn của em. Đối với mô hình cà phê thú cưng, kinh doanh, quản lý quán là một chuyện, mà chăm sóc các cậu bạn bốn chân cũng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nhất là với thời tiết oi nóng vào mùa hè và cái lạnh cắt da cắt thịt vào mùa đông như ở Hà Nội. Đây thì bọn em cho các bé ăn là 2 bữa một ngày, bữa trưa và bữa tối. Và bữa ăn của các bé đó là có cơm trộn với thịt xay, bí đỏ xay và gan xay, có kết hợp thêm với hạt khô đó. Cứ một tuần thì em sẽ có thay đổi 1 đến 2 bữa, đó là cho các bé ăn thêm trứng vịt lộn hoặc là bổ sung thêm canxi cho các bé. Đối với các bạn cún mà nhiều lông thì thường thường là khi mà mùa hè thì các bạn dễ bị sốc nhiệt. Thì bọn em thường thường là phải gần như là bật điều hòa từ sáng đến tối luôn cho các bạn cúm, và sẽ có những cái mùa mà mùa ẩm ấy thì là thường sẽ hay bị mắc cái dịch bệnh.
thì bọn em cũng phải vệ sinh và chăm sóc, và các bạn nào có biểu hiện khác thường là bọn em cũng phải có cái sự chuẩn bị và chăm sóc ngay từ đầu đối với các bạn đó cách ly. 20 chú chó với 20 tính cách khác nhau đã tạo nên một Case Coffee độc nhất vô nhị, không giống với bất kỳ một quán cà phê nào. Có thể nhiều lúc những anh bạn bốn chân này hơi phiền phức, tham ăn và hay phá quấy khách hàng khi đang nhâm nhi đồ uống. Nhưng chúng lại vô cùng tình cảm và gần gũi, giúp chúng ta xua đi những mệt mỏi, căng thẳng sau những giờ làm việc và học tập trên lớp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo như tôi được biết thì ngoài những bé cún đang có mặt tại đây thì trong thời gian tới Case Coffee sẽ đón thêm nhiều thành viên nữa, ồn ào hơn, đông đúc hơn. Các bạn hãy thử đến với Case Coffee để được chơi đùa với những bé cún đáng yêu như thế này. Và biết đâu quý vị và các bạn lại muốn nhận nuôi cho mình một chú cún thì sao? Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với đất nước Nhật Bản để cùng khám phá một quán cà phê cún cưng độc đáo khác.